chiều cuối tuần, mưa bay lân phân và mây trắng vân vân. Em đến thăm anh vì trời mưa mãi nên không kịp về. Bên em, anh lặng nhìn bầu trời và ánh mắt mộng mơ, sợ người yêu khóc khẽ khẽ bên tai anh kể chuyện ngày xưa. Chuyện xưa kể rằng trên thiên giới ấy ngày vui kết hoa đăng, thiên quốc đang vui một nàng tiên nữ làm rơi ly ngọc ngà. Đáng sai nên trời bên đò đài nàng tiến xuống trần gian, làm người dương thế không biết bao lâu mới được quay về trời. Em ơi nàng tiên ấy xuống dương trần một chiều mưa bay nhiều, và vì thương trần thế thương kiếp sống phong sương nên dù rằng mồ côi, thiền sư trời sai gom mây hồng làm thế đưa tiên về. Tiên nói dối tiên còn đang dần trời nên tiên chưa về đâu. Nàng tiên giáng trần không đôi cánh trắng, giờ đang ngắm mưa bay. Em đứng bên anh thầm cầu mưa mãi cho tiên đừng về. Em ơi nếu mà trời gọi về thì tiên có về không? Mỉm cười em nói tiên thính dương vàng với chiều mưa thật nhiều. Anh ơi nàng tiên ấy xuống dương trần một chiều mưa bay nhiều, và vì thương trần thế thương kiếp sống phong sương nên dù rằng một hôm, thiền sư trời sai gom mây hồng làm sẽ đưa tiên về. Tiên nói dối tiên còn đang dần trời nên tiên chưa về đâu. Nàng tiên giáng trần không đôi cánh trắng, giờ đang ngắm mưa bay. Em đứng bên anh thầm cầu mưa mãi cho tiên đừng về. Em ơi nếu mà trời gọi về thì tiên có về không? Mỉm cười em nói tiên thính dương vàng
với chiều mưa thật nhiều. Mỉm cười em nói tiếng thịt dương gian với chiều mưa thật nhiều.